Sau 11 năm liên tiếp được tổ chức thành công, Hà Nội Pride đã trở thành sự kiện tự hào thường niên nhằm tôn trọng sự tự do trong cách thể hiện bản thân cũng như trong tình yêu mà không phân biệt xu hướng tính dục hay bản dạng giới. Và chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ hội tự hào, một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong chuỗi sự kiện tuần lễ Hà Nội Pride 2023. Như quý vị và các bạn đang thấy, xung quanh như Thảo đây là một không khí tràn ngập màu sắc với sự xuất hiện của rất nhiều vị khách đặc biệt. Họ là thành viên của cộng đồng LGBT và những người ủng hộ họ. Với lá cờ mang tính biểu trưng và nụ cười thân thiện thì họ đã cùng nhau lan tỏa những giá trị tôn vinh sự đa dạng, tình yêu và sự tự do. Và dường như năm nay thì niềm vui của họ được nhân lên rất nhiều trong bối cảnh dự án luật chuyển đổi giới tính đang có rất nhiều những dấu hiệu tích cực. Đây cũng là một cái mà mình mong là mọi người có thể nhìn thấy nhiều sự hiện diện của người chuyển giới hơn, và cũng mong một phần nào đấy là thúc đẩy cho cái việc xây dựng cái luật chuyển đổi giới tính, mọi người có thể có một cái nhìn mới hơn về người chuyển giới. Người chuyển giới thực ra là họ cũng rất là hạnh phúc. Những người chuyển giới như bọn mình thì đang ngày càng cố gắng để chứng minh bản thân, cũng như mình ngày hôm nay mình cũng luôn muốn trở thành những cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Vậy thì mình mong rằng là những cái luật chuyển đổi giới tính đó nó sẽ là một cái bước đệm, một cái tiền đề vững chắc cho cộng đồng LGBT của chúng ta để có thể cởi mở hơn, để có thể được nhận được sự chấp nhận của mọi người nhiều hơn. Vì con nhà mình là chuyển giới, thế nên chuyển giới nam, nên là rất là muốn kiểu mình được pháp luật công nhận ấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng mong muốn cái lộ trình các bạn ấy có thể là thay đổi được tên này, rồi mà được xã hội công nhận không bị kỳ thị này. Với chủ đề Những thế hệ tự hào, Hà Nội Pride 2023 đã tạo cơ hội để cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và các nhóm thiểu số tính dục khác tại Việt Nam tự tin hiện diện nhiều hơn, đưa tiếng nói của mình đến gần hơn với đại chúng, góp phần thúc đẩy một Hà Nội tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng. Pháp luật Việt Nam hiện nay mới chỉ công nhận hai giới tính là nam và nữ, chưa công nhận giới tính thứ ba. Cũng vì thế, để sống đúng với giới tính thật của mình, không ít người đã bất chấp những nguy cơ về sức khỏe, tiền bạc để can thiệp chuyển giới. Thế nhưng mà sau cuộc đại phẫu trở về, họ đã và đang gặp rất nhiều những khó khăn về vấn đề pháp lý, điều kiện y tế và cả sự kỳ thị của xã hội. Ngoại hình hiện có sau cuộc đại phẫu chuyển đổi giới tính đã giúp cho Tilo cảm thấy tự tin, tràn đầy năng lượng. Thế nhưng giống như bao người chuyển giới khác, những trở ngại về ngoại hình không khớp với giấy tờ tùy thân luôn là nỗi lo sợ và làm mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống của cô. Mình có apply xin công việc, khi mà nhận hồ sơ của mình xong thì họ lại chặn luôn cái hồ sơ của mình. Hồ sơ của mình không được tới sếp chỉ vì ngoại hình, chỉ vì giới tính của mình. Giấy tờ đi ra ngân hàng, đi làm căn cước công dân đâu đó vẫn phải chịu những cái ánh mắt kỳ thị từ những người xung quanh. Còn với Phương và Hương, để đến với nhau nên nghĩa vợ chồng, họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Từng nghĩ chẳng cần phải đổi tên, đổi giới tính, cũng không cần giấy đăng ký kết hôn. Nhưng chỉ đến khi hai đứa con của họ chào đời, thì khát khao được công nhận đã trở nên bức bối. Mình là một chen gay và đã có gia đình, với lại có hai bé. Thì vấn đề của mình bây giờ mình đang rất là quan tâm. Đó là trên giấy khai sinh của bé thì không có tên cha. Là mình mong muốn là có thể có tên của mình ở trong cái phần dành cho người cha đấy, để cho hai bé là có đỡ bị thiệt thòi hơn so với các bé khác. Hiện Việt Nam có khoảng nửa triệu người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên các rào cản về mặt xã hội, văn hóa và pháp lý đang đặt họ trở thành nhóm dễ bị tổn thương. Nếu như cho đến trước năm 18 tuổi thì các cái vấn đề xảy ra liên quan đến cái việc là họ sẽ bị phân biệt đối xử, bị bạo lực, bạo hành trong trường học khi là trẻ em. Nhưng mà trên đến 18 tuổi, khi mà các bạn có cái nhu cầu mà muốn được thừa nhận cái giới tính pháp lý của mình, muốn đổi tên thì các cái quy trình pháp luật hiện nay vẫn còn rất là khó khăn. Nó dẫn họ đến một cái tình trạng là sẽ đưa đến những cái bức bối giới và những cái gọi là những cái sự không trùng khớp về cái giới tính sinh học và giới tính mong muốn, tạo cho họ rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong cái việc thay đổi giấy tờ, kết hôn hoặc là làm những thủ tục dân sự khác. Có rất là nhiều câu chuyện của những cái cá nhân mà khi mà đi làm phẫu thuật chuyển giới ở nước ngoài, hồi phục sức khỏe ở Việt Nam, trong cái quá trình đấy thì có nhiều biến chứng hậu phẫu, và khi mà tới bệnh viện thì một là không nhận, bởi vì là họ không phải là cái cơ quan thực hiện cái phẫu thuật đấy, và thứ hai là không chưa có luật chuyển đổi giới tính, không có cơ sở pháp lý để mà tiếp nhận những cái bệnh nhân như thế. Những tín hiệu đáng mừng của dự án luật chuyển đổi giới tính
đã nhen nhóm trong nhiều người chuyển giới việc sẵn sàng come out để được sống với đúng giới tính mình mong muốn. Họ cũng sẵn sàng trở thành những thành viên tích cực, lên tiếng đóng góp ý kiến, làm cơ sở để tạo nên một hành lang pháp lý về quyền của chính mình.